Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Bá Cảnh mua siêu xe 27 tỷ. Hạt giống đỏ Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983 là con trai của Nguyễn Bá Thanh. Ông Thanh là cựu ủy viên Trung ương khóa 10 và 11, đại biểu Quốc hội, bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, trưởng ban nội chính Trung ương Đảng. Cảnh là thành ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy thành phố Đà Nẵng. Cảnh cưới vợ lần đầu vào ngày 29 tháng 1 năm 2011, đó là cô gái xinh đẹp cháu của tỷ phú Trần Đình Long, ông chủ của tập đoàn Hòa Phát. Sau khi Nguyễn Bá Thanh qua đời vào tháng 2 năm 2015, khối tài sản lên đến hàng tỷ đô la Mỹ của bố để lại làm Bá Cảnh thay đổi. Là thành ủy viên, phó lãnh đạo một ban đảng, ứng cử sáng giá cho chức danh phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng, nhưng Cảnh đã bắt đầu sa đọa, cảnh cặp bồ và sống ngoài hôn nhân với hot girl 20 tuổi tên là Dương Thể Ni và có với nhau một đứa bé trai và đang thai nghén đứa thứ hai. Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Nguyễn Bá Cảnh bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng do hành vi của Cảnh vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm luật hôn nhân và gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Bỏ sinh hoạt Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Bá Cảnh làm lễ thành hôn cùng với hot girl Dương Thể Ni. Hôn lễ cử hành tại Gabriela Resort sang trọng bậc nhất Singapore hôm 22 tháng 6 năm 2019. Nơi đây, khách lưu trú qua đêm lên đến 500 đô la Mỹ một người. Ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021, có 41 trên 42 đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý theo đơn của Cảnh. Thực ra chẳng có đơn nào cả, cho Cảnh thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tại phiên họp, các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh trưởng ban văn hóa xã hội đối với ông Phạm Tấn Sử. Ông Sử được Thành ủy Đà Nẵng điều động qua làm bí thư đảng ủy khối các cơ quan thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố, cũng miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Ngô Quang Vinh, nguyên giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng để nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 7. Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, tân giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Hội đồng Nhân dân thành phố bầu vào ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, bà Cao Thị Huyền Trân, Phó trưởng phòng trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố được bầu giữ chức trưởng ban. Ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, năm nay 35 tuổi, quê ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là con trai của cố bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng, trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh. Ngày 24 tháng 5 năm 2016, ông Cảnh trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 khi đang là thành ủy viên, bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng. Tháng 8 năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều chuyển ông Cảnh giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy thành phố Đà Nẵng. Ngày 14 tháng 5, Ban Bí thư đã kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng của ông Nguyễn Bá Cảnh vì trong thời gian giữ cương vị thành ủy viên, bí thư thành ủy thành đoàn Đà Nẵng, phó trưởng ban thường trực ban dân vận thành ủy Đà Nẵng, ông Cảnh đã sống chung với người khác như vợ chồng và có con riêng khi đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp. Việc này vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, vi phạm luật hôn nhân gia đình, quy định về những điều khoản đảng viên không được làm, quy định của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Tham vọng thay bố làm tỉnh trưởng cai quản thần dân Đà Nẵng của Cảnh đã gãy cánh nửa đường. Nguyễn Bá Cảnh đang sở hữu trung tâm vui chơi giải trí số 1 Đà Nẵng mang tên Helio Center, rộng 4 hecta, 4 mặt tiền trên đại lộ 2 tháng 9, một trung tâm thể thao đa năng bóng đá, bóng chuyền, tennis,
khách sạn lưu trú và ẩm thực rộng 9,5 hectare mang tên Làng Thể thao Tiên Sơn cũng của cảnh. Ngoài ra, hàng trăm bất động sản, dự án nhà cho thuê và cổ phần chính trong các công ty khách sạn 5 sao mang tên Nguyễn Bá Cảnh và mẹ ruột Lê Thị Quý, cậu ruột Lê Hữu Tiến và chú ruột Nguyễn Bá Bình, những cái tên không xa lạ gì với dân Đà Nẵng. Lê Thị Quý là người đàn bà cực kỳ quyền lực trong suốt 15 năm chồng của mình làm là Nguyễn Bá Thanh làm lãnh chúa miền Trung, từ một y sĩ học chưa hết cấp 2, chữ gà mẹ cõng gà con, vụt một phát Lê Thị Quý có tấm bằng bác sĩ chuyên tu của Đại học Y Huế. Năm 2009, Nguyễn Bá Thanh cho xây bệnh viện phụ nữ nghèo tại Công sản số 26 Chu Văn An, thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 90 tỷ. Từ đóng góp của hội viên hội phụ nữ toàn thành phố cùng các mạnh thường quân. Ngày khánh thành phụ nữ Đà Nẵng cứ tưởng từ nay mình có nơi điều trị miễn phí như mục đích tôn chỉ ban đầu kêu gọi. Nào ngờ Nguyễn Bá Thanh giao cho vợ Lê Thị Quý quản lý tuyển dụng và thu tiền điều trị với giá cắt cổ. Mấy năm sau bệnh viện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bệnh viện phụ nữ. Lê Thị Quý làm phó giám đốc phụ trách kinh tế và đối ngoại. Đây là bệnh viện duy nhất ở Việt Nam với mô hình không giống ai, công không ra công, tư cũng không ra tư. Cứ thế, 10 năm nay tiền cứ đổ về gia đình của Nguyễn Bá Thanh. Lê Hữu Tiến là em trai của Lê Thị Quý, người đứng tên chủ biệt thự L09 diện tích 12.413 m² trên bán đảo Sơn Trà của Nguyễn Bá Thanh. Nguyễn Bá Bình là em trai duy nhất của Nguyễn Bá Thanh năm 1997. Sau khi chia tách địa giới thành hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng từ Quảng Nam Đà Nẵng, Nguyễn Bá Thanh đã thành lập Sở Địa chính Nhà đất, nay là Sở Tài nguyên và Môi trường, với việc chuyển giao chức năng quản lý từ Sở Xây dựng sang Sở Địa chính. Theo đó, việc quản lý nhà và đất được tập trung về một đầu mối, công tác triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định 60 trên CP. Nguyễn Bá Thanh ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành gọi là tổ công tác 60 trên CP với thành phần gồm các cơ quan liên quan đến công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở gọi tắt là sổ đỏ. Người dân có nhu cầu chỉ phải đến nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại một địa điểm trong thời gian 55 ngày. Tổ công tác 60 trên CP đóng tại địa điểm gần văn phòng Ủy ban Nhân dân, Ủy ban hội và ở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố. Mọi hồ sơ cấp sổ đỏ đều được luân chuyển ngay trong nội bộ của tổ 60 trên CP theo quy trình khép kín. Tóm lại, đây là tổ cực kỳ quyền lực, nói là tổ thuộc sở nhưng quyền năng của nó lớn hơn cả gia đình sở và các Ủy ban Nhân dân thành phố của nó, các phòng ban của nó quản lý toàn bộ, gồm có nhà đất thuộc diện bị trưng dụng sau 29 tháng 3 năm 1975, nhà đất không có hoặc không có giấy tờ đầy đủ, nhà đất tranh chấp. Và tổ trưởng 61CP giải quyết tất tần tật, không ai khác chính là Nguyễn Bá Bình. Tiền cứ thế về túi Nguyễn Bá Bình, không ai có thể đếm xuể. Từ sau năm 2008, Bình lần lượt nắm giữ chức phó giám đốc rồi giám đốc công ty quản lý nhà chung cư trực thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Hàng chục ngàn căn hộ được bố trí với chữ ký quyết định của Nguyễn Bá Bình, chung cư để bố trí cho người nghèo, thu nhập thấp, cuối cùng lại vào tay hầu hết cán bộ công chức đi xe hơi có nhiều nhà cho thuê và bọn con buôn mua suất. Và tất nhiên để sở hữu căn hộ từ dân lao động, hộ nghèo neo đơn đến cán bộ, công nhân, viên chức quen phải lót tay cho Nguyễn Bá Bình từ 50 triệu đến 100 triệu đồng một suất. Nguyễn Bá Bình cũng là một chùm đầu nậu kinh doanh bất động sản và vì thế tiền nhiều như nước sông Hàn. Nhiều đến nỗi Thủy, vợ của Nguyễn Bá Bình đem nướng vào các casino quốc tế trên đường Hoàng Sa hết khoảng 200 tỷ Việt Nam đồng. Khi vụ bê bối Vũ Nhôm
nổ ra hàng loạt cán bộ chủ chốt Đà Nẵng bị bắt, Phú Nhôm ra tòa, Đà Nẵng rúng động sợ liên lụy. Nguyễn Bá Bình xin nghỉ việc từ tháng 7 năm 2019. Quay trở lại Nguyễn Bá Cảnh, mấy hôm nay báo chí xôn xao khi đại gia Đà Nẵng mua siêu xe 27 tỷ đồng. Từ Đà Nẵng, tin dâm gian rằng không chịu kém cạnh với các đại gia đất Bắc, Vũng Tàu hay Sài Gòn, Nguyễn Bá Cảnh quyết định chơi con MC Lê Ren, trắng tinh khôi. Đây là phiên bản Spider mui trần đầu tiên ở Việt Nam. Model năm 2020 nhập khẩu từ Mỹ với nhiều tính năng và công nghệ cao cấp hơn những phiên bản Cover nhập về trước đó. Đặc biệt hơn cả, chiếc MC Laren 720S này không đụng hàng với 6 chiếc trước đó đã có các màu đỏ, tím, cam, trắng ngà. Điều này khiến Việt Nam trở thành một trong những nước có số lượng xe MC Laren 720S và màu phong phú nhất nhì tại Đông Nam Á. Theo báo Vietnamnet, giá bán của MC Laren 720S Spider tại Mỹ là 390.000 đô la. Khi cộng đủ các khoản thuế phí ở Việt Nam, chiếc xe có giá 1,150 triệu đô la, tương đương với 27 tỷ Việt Nam đồng. Chiếc siêu xe MC Laren 720S thứ 7 tại Việt Nam đã về tới cảng Cái Mép, Bà Rịa, Vũng Tàu vào chiều ngày 8 tháng 11 năm 2019. Theo kế hoạch, chiếc siêu xe này sẽ được di chuyển ra Hà Nội để kiểm tra khí thải và đăng kiểm, sau đó sẽ về gara xe của Nguyễn Bá Cảnh. Nếu đây là sự thật thì xót xa cho đất nước này quá, khi những hạt giống đỏ và các quan chức sắm siêu xe sống xa hoa trong các biệt thự dát vàng và ngủ trên nhung lụa phù phiếm thì dân tình Việt Nam ra sao? Ở các tỉnh thành phía Bắc, dân nghèo đến độ chết ở bệnh viện, không có tiền thuê xe, đành bó chiếu thi thể cột sau xe máy trở về nhà. Ở miền Nam có phụ nữ phải tự tử chết, chúc thư để lại xin tiền phúng điếu để cho chồng con có cơm áo và chữa bệnh rồi đi học. Bức thư tuyệt mệnh của Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 38 tuổi ở tỉnh Cà Mau, viết để lại khi tự tử vài năm trước đã làm cho người đọc bàng hoàng và rúng động mạng xã hội. Mẹ đã đi van xin được cấp sổ hộ nghèo để vay tiền đóng học cho con, nhưng không ai cho gia đình mình nghèo hết. Mẹ chết để giảm gánh nặng cho cha con, để phù hộ cho cha con, các con được trúng số độc đắc, để chính quyền thấy nhà mình thực sự khổ rồi cấp sổ hộ nghèo, vay tiền đóng học phí cho các con. Cái chết của chị Nhân khiến người ở lại đau lòng, bởi đó không chỉ đơn thuần là sự từ giã cõi đời theo quy luật vốn có của cuộc sống. Nó là câu chuyện về sự cùng quẫn, về sự hy sinh đầy vĩ đại của một người mẹ với mong ước tương lai con mình sẽ tốt hơn dưới chế độ cộng sản khắc nghiệt và khốn cùng. Còn mới đây, 39 người ở các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam đã chết ngạt trong thùng container ở Anh khi trên con đường tìm cách thoát nghèo, thoát nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để mưu sinh. Đất nước có bao giờ được như thế này không? Ai đã nói thế nhỉ? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.